Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nữ đấu sĩ Tú. Minh Tú là một người rất mưu tính, nên chắc chắn là Minh Tú đang có những chiến lược cũng không sàn đấu bên đây, sàn đấu bên đây, thôi sàn đấu bên đây. Kế hoạch để tấn công thành công cái gì? Tấn công thợ săn. Đó, coi nè. Dạ. Đi két quớt luôn đi chị. Nhạc chị lên đi cơ. Đúng rồi, ai nhảy nhảy Tú là phải đi két quớt. Đúng vậy. Làm tiếng rơi. Trời ơi. Hay quá. Dây hồi mệt á. Đối thủ tiếp theo sẽ chiến đấu với thợ săn lồng sắt là Minh Tú. Liệu thợ săn có nhường cho cô gái xinh đẹp của chúng ta hay không? Tới lúc tụi tao nói vậy đi. Cái em thấy chị Nguyên là chưa bao giờ nhường em một khúc nào. Người ta nói cô gái xinh đẹp mà phải biết mình là ai chứ. Đúng đẹp bộ. Cho dù mặt mà chúng có lắm lem như thế nào thì trong mắt tôi Minh Tú vẫn là người đẹp nhất. Đồ dối trá. Không sao cả, quan trọng Minh Tú vẫn là một búp. Cái gì? Búp măng ngon. Không, búp sen hồng. Búp hoa sen. Hoa sen rồi búp. Và bây giờ trận đấu bắt đầu. 3, 2, 1, âm nhạc. Yeah. Nào, bước chữ bước, cách quốc, uyển chuyển đi nào. Đúng rồi. Đúng rồi em ơi. Đúng rồi. Chưa nha. Đúng rồi. Cố lên. Minh Tú. Minh Tú. Minh Tú. Rồi. Ê, coi chừng bay ra ngoài. Em ơi. Cẩn thận, từ từ thôi, coi chừng kìa. Canh cái lỗ. Hay quá. Minh Tú. Xác nhận lượt chụp thợ săn đầu tiên thành công của Minh Tú. Em thấy cũng nói hai chữ Minh Tú. Em thấy gì nè, anh thợ săn như là xa vào lòng Minh Tú vậy đó. Xa vào lòng Minh Tú vậy đó. Gãy mút vậy. Lại đi. Cái này nó vô dụng quá. Lại đi. Được rồi, tôi sẽ chuyển qua anh Vinh. Âm nhạc bắt đầu. Cái đó gọi là xa vào lòng mà mình đón nhận thôi. Em mới xa vào lòng luôn. Mình đón lấy cái sự đam mê, si mê đó. Cố lên. Minh Tú. Minh Tú. Đào cố lên nào Minh Tú. Đúng là người tạo dáng đi nào. Đúng rồi, tuyệt vời. Bô dáng đi Minh Tú. Hay đó, lắm. Đó bao ơi, một cú bóp trái rồi, một cú bóp phải. Có chừng. Ê rồi. Rất tiếc, Minh Tú đã để cho thợ săn thoát ra ngoài lòng sắt. Như vậy, lượt chơi của bạn kết thúc. Và điểm tích lũy vẫn được giữ nguyên. Thời nay là phải to. Giá chỉ 5.000 đồng. Với 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 những cái từ khà thọt. Những cái sự khà thọt từ đầu chương trình đến giờ, tôi quyết định chọn thêm một đồng đội sẽ ghi những cái thành tích kỷ lục cho đội của tôi. Đó chính là Kiều Lê. Wow. Kiều Lê. Wow. Wow. Rồi. Chúng tôi cũng đã suy nghĩ ra tên đội của chúng tôi rồi. Ghi sẵn sàng chưa? Rồi. Và đội của chúng tôi tên là All In. Với phương châm là cho hết mình, làm hết sức, thắng vinh quang. Thua thì sao? Thua thì thôi. Thua thì thôi à. Ơi nó không, ơi nó không. Không được rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi bảo tóc mưa sao. Sao sao con. Xin lỗi con. Mười giây cuối cùng của thử thách. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Thử thách kết thúc. Cố lên.
cấn rồi, cấn 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 rồi. Ui, em cứ gọi help me. Từ từ để anh lấy thế rồi. Ôi, ủa sao cái kia đi được nhanh vậy? Trời ơi, trời ơi, tận thế. Trời ơi, trời ơi, tận thế. Ở đâu mà dữ vậy trời? Cái gì vậy? Trời ơi, kêu giỏi quá. Này, anh giỏi chưa? Kêu ơi, giỏi đi mà, mới vừa nói giỏi mà. Yeah. Đặng đó. Trời, anh lo quá cho em quá Tú ơi, hồi sao em đẩy anh được đây? Cũng không biết nữa. Mưa tới rồi. Trời ơi, giông bão kéo tới rồi. Cậu tám tới rồi. Quẹo quẹo đừng thẳng đâu, đúng rồi. Em quăng anh hoài vậy. Cố lên anh Vinh nha, anh thương em nha. Rồi đó vô. Hai đứa mình bằng nhau mà. Ơi, anh quá thương em. Tu ơi sắp tới rồi, Tu ơi sắp tới rồi. Sắp tới được rồi Tu. Sắp tới được rồi Tu. Trời, con gái ơi, giúp giả quá con gái ơi. Tú ơi, sao rồi Tú ơi? Tú, yeah, Tú, đúng rồi, tuyệt vời Tú ơi. Em tuyệt vời lắm Tú. Cố lên, trời giỏi vậy Tú. Trời ơi, sao em giỏi vậy? Hay quá. Trời ơi, con ơi. À. Xác nhận đốt của Diêu Lê và Duy Khánh đã cháy. Giỏi quá. Giỏi quá Tú ơi. Con ơi. À. Là giỏi chưa? Giỏi dữ chưa? Con gái ơi, sắp tới rồi. Sắp đẻ. Rồi anh Phương ơi. Đi. Đi anh Vinh ơi. Bạn đi chưa? Con ơi sắp tới ơi. Không sao, còn cứu được. Con nó còn cứu được. Thấy rồi, bự gấp dữ lận. Bự gì hả? Đã quá. Đi 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 đi. Dạ, em bán mì. Chuẩn mực thời nay là phải to. Coco mi đại, 1.5 gói. Coco mi đại, 1 gói rưỡi mới. To gấp rưỡi so với mì 75g. Sợi vàng tươi, vị tôm chua cay, chanh ớt. Ăn 1 gói thì thiếu, 2 gói thì dư. Chỉ có Coco mi đại, 1.5 gói, 113g mới là quá đã. Coco mi đại, 1.5 gói. Chuẩn mực thời nay là phải to. Giá chỉ 5.000 đồng. Coco mi.